Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn, với số tiền đánh bạc lên tới 2,1 triệu đô la Mỹ. Gần 100 cán bộ chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố đã tiến hành vây ráp, bắt khẩn cấp 4 kẻ chủ mưu trong đường dây. Cụ thể, Công an đã bắt và khám xét khẩn cấp nhà của 4 kẻ chủ mưu, gồm Nguyễn Anh Tùng, 37 tuổi, Đặng Ngọc Thịnh, 37 tuổi, Phan Trường Thanh, 46 tuổi và Vũ Quang Hiển, 38 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tổ chức ghi cá độ từ tháng 2 năm 2020 tới nay. Trong đó, Nguyễn Anh Tùng sử dụng trang mạng cá độ Supermaster 8U8A có giá trị 500.000 đô la Mỹ, quy ước mỗi đô là 10.000 đồng, tương đương là khoảng 5 tỷ đồng để tổ chức cá độ. Ngoài ra, Tùng chia nhỏ con mạng của mình cho các đại lý cùng tham gia ghi cá độ với các hình thức keno, tài xỉu. Cứ mỗi khi diễn ra các giải đấu bóng đá lớn, đường dây này còn tự nâng mức cá độ lên từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng 1 đô la Mỹ để thu hút người chơi. Bước đầu, ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng từ ngày 1 tháng 4 đến nay lên tới 2.193.194 đô la Mỹ, tương đương với 55 tỷ đồng, thu hút khoảng gần 41.000 lượt người tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Công an Đà Nẵng đang tiến hành mở rộng chuyên án điều tra.